chiếc xe MT15 của mình vừa mới được rửa xong. Thì làm sao để rửa được một chiếc xe sạch như vậy tại nhà mà tiết kiệm công suất? Thì các bạn nhớ xem hết video của mình, cuối video mình sẽ chỉ cho các bạn cái bí kíp để các bạn rửa được một chiếc xe sạch sẽ, sạch đến từng ngóc máy ngay tại nhà của các bạn luôn, mà các bạn không phải bỏ quá nhiều công suất. Thì các bạn nếu yêu xe hãy đăng ký kênh của mình để đón xem nhiều video hơn. Mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc xe của mình cho các bạn nha. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình nha. Ở đây mình sẽ quay sơ lược chiếc xe của mình vừa mới rửa xong nha các bạn. Các bạn thấy cái bình xăng nó bóng không? Bóng như nước sơn xe hơi luôn. Rất là sạch luôn nha. Thì chiếc xe của mình đã được 3.500 cây rồi, gần 3.600 rồi. Xe của mình mua được 4 tháng rồi. Đó, các bạn coi nhôm xin dĩa nha. Trời ơi, nhôm xin dĩa mà nó sạch cỡ này nè. Sạch ngay trong từng mấy cái ngóc máy luôn á. Đó, các bạn để mấy trong ngóc máy giúp mình nha. Nó sạch trong đó luôn á. Đó, rất là sạch luôn. Cực kỳ sạch. Này, có cái phuộc trong này. Cái phuộc này là anh em dễ đẹp vô nhất luôn á. Nhưng mà mình rồi sạch vào đó, bên dưới này. Mình nhìn cái xe của mình rửa xong rồi mình ưng mắt luôn đó. Mình thấy nó rất mát mẻ, ưng mắt. Đây, cái phần của bô này anh em cũng sợ lắm đúng không? Ngay cái phần dưới này anh em rất là sợ nó dơ đúng không? Đó, nhưng mà mình rửa nè. Để đi trong cái góc khác nha. Đây, mình tăng sáng lên. Đó. Xe này là mình chưa đánh bóng nha, mình mới rửa thôi. Mình có một cái dung dịch rửa đặc biệt cho lốp cao su, rửa rất là sạch luôn. Anh em tiết kiệm công suất. Mình quay bàn sau luôn nha. Đó, đẹp không các bạn? Rửa phải cái này. Bên dưới nào. Đó. Rồi ok. Chiếc xe của mình đây, rất là sạch luôn nha. Thì bí kíp của mình là gì? Mình sẽ để một đường link ở bên dưới. Mình đã làm một cái video chia sẻ cho các bạn về những cái dung dịch, những cái chất tẩy rửa, một bộ sản phẩm luôn, để các bạn sắm, tự sắm sửa về để các bạn rửa chiếc xe của mình ngay tại nhà mà nó sạch được như vậy luôn nha các bạn. Đó, nguyên một bộ sản phẩm. Mình sẽ để đường link ở bên dưới cái phần video này. Các bạn chịu khó bấm vào đường link bên dưới giúp mình để xem cái bộ sản phẩm đó nó có những cái gì, để các bạn tự mua về các bạn rửa xe các bạn. Nó rất là sạch luôn, nó có tất cả các sản phẩm để rửa từng bộ phận, từng chi tiết một. Nhà anh em sắm đầy đủ bộ đó về thì rửa rất là ok. Mà ngay tại nhà các bạn yêu thích xe, các bạn có thể tự chăm sóc nó ngay tại nhà. Một công việc rất là thích cho những anh em mê xe ha. Rồi, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video hơn nữa nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.